Xin chào các bạn Ở trong video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ngữ pháp bài số 15 của giáo trình Hán ngữ 4 tập 2 quyển 2 nhé Ở ngữ pháp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học phần đầu tiên là về bổ ngữ chỉ khả năng Bổ ngữ chỉ khả năng biểu thị trong điều kiện chủ quan và khách quan có cho phép tiến hành một động tác nào đó thực hiện một kết quả hoặc là thay đổi nào đó hay không Ví dụ như thế này Dạng khẳng định của nó là động từ cộng từ. Từ này bạn có thể đọc là từ tơ hoặc là từ tứa. À, cộng với bổ ngữ kết quả hoặc là bổ ngữ chỉ xu hướng. À, ví dụ số 1 này. Woman. Woman của là chủ ngữ chúng tôi. Xin giải là hiện nay. À, truy là động từ đây. Từ à, truy. từ mãi cũng là động từ thứ hai à, Truy mãi là đi mua. Mãi tứa tỏ. Từ tao này là bổ ngữ kết quả nhé. Tức là mua được mải tứa tàu theo từ theo này là vé nhá tức là có mua được vé hay không phía tan xin đừng lo mải tứa tỏ đây mải động từ từ tỏ là bổ ngữ kết quả mải tứa tàu tức là mua được đây là dạng khẳng định bạn nhé ví dụ thứ hai và sau chi điện tức là 7 giờ tối ỉ chiến là trước, trước 7 giờ tối. Nị chủ ngữ này, khuấy từ lái mọ, có nghĩa là khuấy là quay trở về nhé. Khuấy từ lái mọ có nghĩa là có quay trở về được không? Khuấy từ lại quay về được. Dạng phủ định là động từ cộng từ phủ, cố định là từ phủ bạn nhé. Cộng bổ ngữ chỉ kết quả hoặc là à, bổ ngữ chỉ xu hướng. À, ví dụ, số 3 này. Chin thiên tợ chua nhẻ là bài tập ngày hôm nay. Ít cơ xảo sứ, có nghĩa là một tiếng đồng hồ. Chùa là động từ này. Chùa từ hoàn mà là làm có xong được không? Chính thiên tờ chùa dễ thải tùa, thải tùa là nhiều quá. Ít cơ xảo sứ, chùa từ chùa này, 啊, chúng ta sẽ thay từ tứa từ thành từ bù hoàn nhé. Từ hoàn này bổ ngữ, chỉ kết quả đây. À, chùa là động từ này, chùa bù hoàn. Chùa từ hoàn có nghĩa là làm xong còn từ chưa à, chua phủ hoán có nghĩa là không làm xong được. À, ví dụ như thế này, từ khan này, khan là động từ này. Khan tứa chèn, tức là nhìn thấy, ví dụ đây là cái cửa sổ, không kéo rèm bạn nhé, thì nhìn thấy được con chim. Đây, ánh mắt này có thể nhìn được con chim này. Còn ví dụ như là kéo rèm vào rồi, thì sẽ trở thành từ khan phủ chèn, là không nhìn thấy được. Thì chúng ta sẽ thay thế từ tứa và từ từ phủ. Tương tự như vậy thì đài, Đài để gần tai đây thì từ thiên, thiên là nghe. Thiên từ trẻ có nghĩa là nghe thấy được. Còn ví dụ để xa như thế này thì tai người không nghe được thì là thiên bố trẻ. À, hình thức câu nghi vấn chính phản của cái phần này là dạng khẳng định cộng với dạng phủ định. Tức là dùng từ tứa sau đó thì dùng từ bụ ở phía sau. À, ví dụ thứ tư này. Lào sư tờ khỏa, là lời của giáo viên. Nì là động từ, thiên tử tổng thiên là nghe tổng là hiểu thiên tứ tổng là nghe hiểu là dạng khẳng định thiên phụ tổng là nghe không hiểu thiên tử tổng thiên phụ tổng có nghĩa là uh, thiên tổng mọ kiểu như vậy là nghe hiểu hay không uh, thứ năm nỉ phú tai yển chiêng là bạn này phú tai yển chiêng là không không đem không không đeo kính á khan tử chèn là nhìn thấy là dạng khẳng định, không bù chèn là dạng phủ định. Số 6. Xin chai chuyển, bây giờ mà đi. Hoàn phản chén, có nghĩa là trước bữa tối. Khuấy từ lại, về kịp. Khuấy bù lại, về không kịp. Tức là có về kịp hay không? Hay là câu số 5 là có nhìn thấy hay không? Thế thôi bạn, nó bằng từ khăn chèn mò, khuấy lại mò tiếp theo là hình thức dùng nhiều trong giao tiếp là hình thức phủ định. Phủ định của bố ngữ khả năng. Hình thức khẳng định chủ yếu là dùng để trả lời câu hỏi được nêu ra của bố ngữ khả năng. Biểu đạt sự suy đoán không chắc chắn lắm. Ví dụ, à, số 7. Ủa là tôi. Y tỉa có nghĩa là một chút. Về thiên phu tổ, tức là cũng nghe không hiểu. Thao trang tỏ, sư sở mọ. là hát nhé. Tức là anh ta hát cái gì? Câu số 8. Tha hoa rằng buổi tối cô ấy, dầu sư, có việc, truy lẻo, từ này không đọc bản lơ, đọc bản lèo bạn nhé. Truy có nghĩa là không đi được. Là chúng ta sẽ học sau này. Câu số 9. Wà đời dạy anh Bù tức là mắt của tôi không được tốt lắm. chua tửa thải yuan, có nghĩa là ngồi xa quá. Tham, tham bù chiêng rổ, nhìn thì không rõ được. Đấy, chỉ khả năng mà nhé. Câu số 10, A nói là gì? À, trước đời, à, câu chuyện này, Nì khăn tử tổ, khăn bố tổ, cậu xem có hiểu không? Khăn tử tổ, xem hiểu, trả lời dạng khẳng định bạn nhé. Số 11, Ở mân truy khăn khả chúng ta đi xem một chút xem nào. À, dễ dụ có lẽ này, Mãi tứ tỏ là mua được đấy, mua tới tay được đấy, mải tứ tỏ. Tiếp theo, khi sử dụng bổ ngữ chỉ khả năng, cần làm rõ điều kiện chủ quan và khách quan. Ví dụ, số 12. Wo mei là chìa khóa nhé, tôi không có chìa khóa. Ờ jin bu là không vào trong được, từ jin là vào trong. Số 13. ba chu tie ye là bài tập không nhiều. 一个小时 là một tiếng đồng hồ thôi. Ờ là làm xong được. À, chỉ điều kiện khách quan nhé bạn nhé Chủ quan khách quan Tiếp theo là khi động từ mang tân ngữ Có thể đặt sau bổ ngữ Cũng có thể đặt trước động từ làm chủ ngữ Không thể đặt giữa động từ và bổ ngữ được Trường hợp số 14 Nì thiên tố tổ, tổ Bạn nghe có hiểu Lào sư tờ khoa mà Lời của giáo viên không Bạn có thể đặt lào sư tờ khoa về trước nhé Ví dụ đây này Lào sư tờ khoa Lời của giáo viên Nì thiên tố tổ, tổ mà Cậu nghe có hiểu không Wa tổ. Tôi nghe hiểu. Hay là ví dụ số 15 A này. Ni kan được jing chủ Bạn nhìn có rõ. Ti thú sang tờ zi mò. thú sang có nghĩa là trên cái bản đồ. Còn thực sự là cái chữ ở trên bản đồ ạ Hay là bạn có thể đảo ngược lại là gì? Ti thú sang tờ zi Cái chữ trên bản đồ á. Ni kan được jing chủ mò. Cậu nhìn có rõ không? ủa mấy chưa tôi không đeo theo mắt kính này không theo kính này. có nghĩa là nhìn không rõ điều đặc biệt cần phải lưu ý là câu có mang bổ ngữ chỉ khả năng luôn biểu thị khả năng cho nên là mình không được dùng chữ bả và cái chữ bả là mình đã hướng dẫn các bạn ở buổi 13 và 14 á thì bù nắng xua tức là bạn không được nói thế này ý uh, định là lời của giáo viên thiên tử tùng ở đây uh, thiên bô tùng đây chúng ta sẽ có gì Bộ ngữ chỉ khả năng tức là nghe không hiểu và chúng ta không dùng từ ba ở đây tức là hai anh này mâu thuẫn chúng ta không sử dụng chung với nhau hay tương tự như vậy thôi chứ ba ở đây Trước ở xăng giữa xăng giữa là nhà cái vali này vali này thì bô tùng thì bô là mình uh, di chuyển không được không di chuyển được thì cái này nó mâu thuẫn bạn nhé bạn không sử dụng được tiếp theo thứ hai à, chúng ta sẽ có cấu trúc là động từ cộng từ tứa lẻo à, từ này đọc là lẻo bạn nhé không phải là lơ đọc là lẻo à, động từ cộng từ tứa cộng từ lẻo tức là làm được à, hoặc là à, tu lẻo có nghĩa là không làm được thì nó biểu thị hành vi động tác có thể xảy ra hay không à, ví dụ 1 à, a này mình thiên chăn chia là ngày mai tham gia. Nì truy tớ lẻo mà Cậu uh, đi được không? mình, của mình thiên nhổ sơ. Ngày mai tớ có việc rồi. Truy Không đi được. Hay là câu số 2 này. Tha chứ gì. Anh ta tự mình này. Chầu tớ lẻo mà Đi thì có được hay không? Thì uh, ở đây uh, chắc là nhầm chữ tha bạn nhé. Đây là Thanh Nam nhé. Tha này ở dưới cơ trả lời cho nó phù hợp với cả cái uh, giới tính. Tha thuê xoay xoang là uh, xoay xoang là tức là uh, chân của cô của anh ấy bị uh, gì? ngã là bị thương rồi. Chứ chỉ xấu bù lẻo. Tức là tự mình thì không đi được. Tiếp theo là biểu thị hành vi động tác có thể hoàn thành hay không. Từ lẻo có nghĩa là từ quán. Ta nó đồng nghĩa với từ quán có nghĩa là là hết, là xong hoặc là hoàn thành. Ví dụ số 3 nhiều từ lẻ chưa mà tua chảo chảo, tức là bạn có ăn hết được cái uh, nhiều cái bánh uh, bánh sủi cảo như thế này hay không? nhiều từ lẻ tức là ăn được còn chưa lẻo lẻ nghĩa là không ăn được, không không ăn hết được bạn ạ. số 4 này, chua bay chi đi ngồi máy bay, chua uh, bay chi chuyển là kiểu đi bằng máy bay đấy, dùng pu lẻo tức là mình dùng không hết, không không đến, sang ba mươi sáu 3 tiếng đồng hồ chiều to là đến đến rồi đây là nói về cái sự hoàn thành nhé thứ ba là nói về cái không gian liệu có đủ rộng để mà chứa hay không thì chúng ta có cấu trúc là động từ cộng từ tứa xạ hoặc là động từ cộng từ bú xạ từ bù biến thành từ bú bạn nhé ví dụ số 1 này chơi gà chưa trỏ có nghĩa là cái sân khấu này cái 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 dạp này uh, chua tứa liệu chua ở à, chua từ chả à, nói về sức chứa mà chưa để xem nghĩa là có ngồi được itcheren mọ là một nghìn người hay không thì nói về cái sức chứa của cái truy trọng truy trọng này nhé tiếp theo này trả lời chưa có truy trọng thay nhỏ nhỏ quá chua buổi chả là không chứa được từ chua này là ngồi ý muốn nói là cái sức chứa bạn câu số 2 a à, à của tờ màu y Ờ, màu y này là cái áo len, trang进去吧 có nghĩa là mặc vào đi. trả lời, cái <laughs> gói ừ, nhỏ, kiểu uh, cái túi này nó nhỏ quá, áo y hơi to quá, cái áo len thì lại to quá. trang buổi trưa từ trang ở đây thì không có nghĩa là mặc nữa, từ trang đây có nghĩa là kiểu bạn bạn đựng cái gì đó bạn nhé. cái này là có nhiều tầng nghĩa thì đây có nghĩa là đựng hoặc là mình nhét à, nhét cái cái túi uh, cái túi cái áo Tiếp theo là chúng ta hãy so sánh cách dùng của động từ năng nguyện là từ nấng, từ khởi và bổ ngữ khả năng. Thì khi biểu thị năng lực bản thân người thực hiện hành vi hoặc là sự cho phép của điều kiện có thể dùng từ nấng hoặc là từ pù nấng cộng động từ cũng có thể dùng bổ ngữ khả năng. Ví dụ, câu số 3. Chín thiên, hôm nay, bố hiểu sư tôi có thời gian, nấng chuyển, có thể đi được. Ở ngoài ra thì bạn cũng có thể nói như thế này. Chiên của hiểu hôm nay tôi có thời gian truy tử đi được. Vậy hai cách này có thể dùng cho nhau nhé. Ví dụ thứ tư. Uh, chiên thiết của mấy gian, hôm nay tôi không có thời gian bu nắng chuyển, không đi được. Thì nó đồng nghĩa với cái câu là uh, chiên thiết của lẻo không đi được. Bu nắng chuyển và chuyên lẻo. Uh, nói về cái uh, khả năng À, năng lực bản thân có thể thực hiện hành động được hoặc là điều kiện có thể cho phép. Nhưng mà khi mà bạn ngăn cản một động tác, một hành vi nào đó xảy ra, mình chỉ có thể dùng hình thức là pu nắng cộng động từ, chứ mình không được dùng cái bổ ngữ khả năng. Ví dụ số 5 này. Nó, Taiwan, quay trẻ. Chỗ đó thì nguy hiểm quá. Nì pu nắng trẻ, cậu không được đi, ngăn cản. bạn không được nói thế này. Nó, Taiwan. Ở đó nguy hiểm lắm Nì chi bù lẻo Không nói thế này được bạn nhé Nó không có nghĩa như này Số 6 trượt tung chỉ bố sơn nỉ tà Cái đồ này không phải là của cậu Nì nắng ná Cậu không được cầm đi Thì bạn sẽ không được nói là gì Trợt tung chỉ bố sơn nỉ tà Nì ná bù à, Nì ná bù lẻo Không dùng thế này nhé Tiếp theo khi biểu thị điều kiện chủ quan và khách quan không đầy đủ, nói chung là chỉ dùng bổ ngữ khả năng thôi. Ví dụ số 7. Ờ uh, tông thải tua là đồ đạc nhiều quá. Nì ná bù lẻo, cậu cầm không hết được đâu. Thì mình không được nói thế này. Tông sĩ thải tua là nì bù nắng ná. Bù nắng ná là không được, không được phép cầm. Chứ không phải là cầm không nổi. Cái này là không 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 có đồng nghĩa với nhau bạn nhé. Câu số 8 là 屋子里太黑 là cái phòng nó tối quá 我看不见, tôi không nhìn được à, Khả năng là tôi không nhìn được 不能说, không được nói thế này 屋子里太黑,我不能看见不能看见 không có nghĩa là như thế à, Không phải là là看不见 Cho nên chúng ta không dùng trường hợp này nhé Trong trường hợp mà nói là điều kiện chủ quan, khách quan không đầy đủ Thì chúng ta chỉ dùng một cái khả năng thôi À, thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã học hết cái bổ ngữ khả năng trong tiếng Trung rồi nhé. Thì, à, chúc các bạn kiên trì học tốt mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo và nếu như bạn cảm thấy những bài học của mình hữu ích thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và học tốt hơn nhé. À, chào tạm biệt các bạn.